Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh tin mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bão Nu vần vũ ngoài biển Đông, miền Bắc từ chiều tối nay mưa dông. Bão Nu, bão số 4 đang có xu hướng giảm cấp nhanh sau khi đi vào biển Đông. Dự báo bão sẽ suy yếu và tan trên biển, miền Bắc sắt có không khí lạnh kèm mưa to nhiều nơi. Đến 7 giờ sáng nay, mùng 6 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 Nu ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 390 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 12, 103-133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 10 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cơn bão không ảnh hưởng đất liền nước ta, do tương tác với khối không khí lạnh tràn về miền Bắc nên bão số 4 tiếp tục suy yếu nhanh, bão sẽ suy yếu và tan trên biển. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh trên sẽ gây ra mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh nhiều nơi ở khu vực miền Bắc cụ thể. Cơ quan khí tượng cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Đến 7 giờ sáng mùng 7 tháng 10, tầm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 120 km về phía nam với sức gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ sáng mùng 9 tháng 10, tâm vùng áp thấp cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía nam tây nam với cường độ xuống dưới cấp 6 và tan dần. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4m, riêng khu vực phía đông bắc 4 đến 6m, vùng gần tâm bão 6 đến 8m. Ngoài ra, trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ở Bắc Trung Bộ, khoảng từ 7 đến ngày 8 tháng 10 và từ 10 đến ngày 11 tháng 10, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trước đó, cơ quan khí tượng có nhận định, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông, Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đêm 5 và ngày 6 tháng 10 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 6 và ngày 7 tháng 10, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và Trung Du cục bộ có mưa vừa, mưa to, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khoảng từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 10 và từ 10 đến ngày 11 tháng 10, Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Riêng thời kỳ từ đêm 10-12 ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm mùng 6 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa, mưa rải rác và có nơi có dông, ngày nắng,
chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C, phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Bão Nu giật cấp 14, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão Nu, bão số 4 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km mỗi giờ, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h lúc 4 giờ ngày 7 tháng 10. Vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 20 đến 114 km/h, giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần. Lúc 4 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 90 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, 19,5 đến 112,5 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây. Tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 260 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, di chuyển theo hướng tây tây nam. Tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên biển, do tác động của bão số 4, ngày và đêm mùng 6 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét mỗi. Mùa mưa lũ đến, người dân lo khối nước khổng lồ trong các hồ đập xuống cấp. Nhiều hồ đập ở Quảng Bình được xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, đặc biệt khi mùa mưa lũ tới gần. Nỗi bất an thường trực trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Bình hiện có 153 hồ chứa, 193 đập dâng thủy lợi. Trong đó có 38 hồ chứa xung yếu đã xuống cấp nghiêm trọng cần được nâng cấp, sửa chữa,
nguy cơ cao mất an toàn hồ đập đang hiện hữu, tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu bị đe dọa trong tình hình mưa lũ diễn biến bất thường. Hồ Dạ Lam nằm tại địa phận thôn Nam Thái, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có dung tích 41.000 mét khối, phục vụ nước tưới sản xuất cho hơn 50 hecta lúa, cây trồng trên địa bàn huyện. Sau hơn 30 năm tích nước, phục vụ sản xuất, đến nay hồ đã xuống cấp nghiêm trọng, hiện van cống của hồ không thể đóng mở, đập tràn hư hỏng không thể vận hành, đặc biệt hệ thống thân đập bị thấm, sói lở nhiều đoạn, nguy cơ mất an toàn hồ đập khi mùa mưa lũ đến. Ông Tô Ngọc Trung, trưởng thôn Nam Thái, xã Thái Thủy cho biết, hồ Dạ Lam đã xuống cấp từ lâu. Trong trận lũ lịch sử năm 2020, thân đập hồ Dạ Lam có nguy cơ vỡ, người dân hạ du đã phải di rời. Chính quyền và người dân triển khai các giải pháp gia cố tạm thời từ đó cho đến nay. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã đề xuất cấp trên sớm bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa đảm bảo an toàn, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ông Trung cho biết, trong mùa mưa năm 2023, hồ Dạ Lam đang phải dừng tích nước do hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Việc này dẫn đến nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất lúa vụ đông, xuân, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống kinh tế của người dân. Hồ Trung Phần tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được xây dựng từ năm 1980, đưa vào sử dụng năm 1982. Hồ phục vụ tưới tiêu cho gần 200 hecta đất nông nghiệp của người dân các xã vùng Hạ Du. Đến nay, nhiều hạng mục của Hồ Trung Thuần đã xuống cấp, gây mất an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống phía dưới chân đập và vùng Hạ Du. Phần mái thượng lưu của hồ được gia cố bằng đá lát khan trên nền đất đắp thủ công đã bị sói lở nặng. Mái hạ lưu chưa có rãnh thoát nước, tường chắn sóng bằng đá đã xuống cấp, cửa van cống áp lực bị rò rỉ nước, máy đóng mở nước đã hỏng. Hiện hồ chứa này chưa có hệ thống giám sát vận hành và thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho hồ và vùng hạ du. Bên cạnh đó, mặt đập hẹp chưa được gia cố bảo vệ, gây trở ngại cho công tác ứng cứu khi công trình gặp sự cố. Hồ Trung Thuần xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được đầu tư sửa chữa. Mùa mưa lũ gần tới rồi, chúng tôi là những hộ dân sống dưới chân đập nên lo lắm. Bà Trần Thị Lài, chú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, cùng với đó nhiều hồ đập ở Quảng Bình cũng trong tình trạng hư hại như hồ Chóc Vực tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch. Phần mái thượng lưu của hồ gia cố đã lâu, xuống cấp nhiều, đá lát trôi, sạt lở nhiều điểm, phần mái hạ lưu chưa được gia cố, cây cối mọc tùm. Còn hồ Eo Hụ nằm trên địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, phần mái thượng lưu lát đá sạt lở nhiều chỗ, chưa có tường chắn sóng, đỉnh đập bằng đất cấp phối chưa được gia cố bảo vệ, mái hạ lưu chưa được gia cố rãnh thoát nước. Ông Hà Xuân Đàn, phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh được thiết kế và thi công thủ công đã từ rất lâu, trải qua nhiều năm sử dụng, khai thác nên chất lượng đã xuống cấp. Các thông số thiết kế của các hồ đập trước đây không đáp ứng được so với lượng mưa thời điểm hiện tại. Trong khi đó, kinh phí hàng năm phục vụ bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa rất hạn hẹp. Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các hồ chứa, đập dâng để có các phương án chủ động phòng chống. Cùng với đó tổ chức kiểm tra, vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, các cửa van xả lũ, công trình xả lũ, đảm bảo vận hành thông suốt khi mưa lũ xảy ra. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa lũ, bố trí vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão, kịp thời phát hiện xử lý sự cố mất an toàn hồ, đập, tăng cường theo dõi, cập nhật số liệu thủy văn, quan trắc lượng nước đến hồ chứa để có phương án vận hành, điều hành hồ chứa, đẩy nhanh nâng cấp, sửa chữa, chạy đua với mưa lũ. Theo ông Hà Xuân Đàn, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 15 công trình hồ, đập đang triển khai thi công. Các công trình này phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo vượt qua mốc vượt lũ, đạt đến các mốc kỹ thuật đảm bảo an toàn công trình. Ngoài ra, Chi cục Thủy lợi cũng đề xuất các bộ, ngành trung ương quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa công trình hồ, đập đã xuống cấp và nguồn kinh phí để thực hiện nội dung quản lý an toàn hồ đập. Hồ Điều Gà, gồm Hồ Điều Gà 1 và Hồ Điều Gà 2 có tổng dung tích bát rượu mét khối cung cấp nước tưới sản xuất cho hơn 220 hecta lúa, cây trồng cho vùng Hạ Du. Sau 30 năm đưa vào sử dụng, mái đập thượng lưu hồ đã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng,
hệ thống tràn xả lũ thi công quá lâu nên việc tích nước, xả nước phức tạp. Tháng 8 năm 2023, dự án nâng cấp sửa chữa hồ Điều Gà thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình đã được triển khai thi công. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024 theo ông Lê Đức Hoàng, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Quỹ đất huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ban đã chỉ đạo đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dưới nước trước khi mùa mưa bão đến. Hiện nay, dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Điều Gà đã hoàn thành đạt 60% khối lượng công việc. Thời điểm mùa mưa lũ đến gần, đơn vị thi công đã chuẩn bị mọi phương án để ứng phó, phòng chống lụt bão tại công trình. Ban cũng đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp chính quyền các cấp chủ động huy động lực lượng, kịp thời xử lý các sự cố liên quan đến hồ, đập có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân ở khu vực Hạ Du. Ông Lê Đức Hoàng cho biết thêm, vực Hạ Du, ông Lê Đức Hoàng cho biết thêm, vực Hạ Du, ông Lê... Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!